thấp nhiệt đới mạnh thành bão. Sáng nay ngày 21 tháng 7, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tâm bão trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đây là cơn bão số 2 trong năm. 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 10-15 km/h. Dự báo khoảng 7 giờ sáng mai ngày 22 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ di chuyển 10-15 km/h, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro bão cấp 3. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi. 7 giờ sáng ngày 23 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ di chuyển 10 km/h, đi vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Bão cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro bão cấp 3. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, khu vực vịnh Bắc Bộ. Đến ngày 24 tháng 7, bão suy yếu dần thành vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Đông khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 2-4 m, vùng gần tâm bão từ 3-5 m. Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc quốc lộ 32 qua đèo Khao Phạ. Do ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài, đặc biệt từ đêm ngày 20 tháng 7 đến sáng ngày 21 tháng 7, đã làm nhiều điểm trên quốc lộ 32 đoạn qua đèo Khao Phạ thuộc địa phận xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bị sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sạt lở gây ách tắc giao thông, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo lực lượng công an tham gia ứng trực tại các địa điểm sự cố, hướng dẫn phân luồng giao thông, không để các phương tiện qua lại, tránh thiệt hại về người và tài sản. Theo ông Bùi Quốc Hương, giám đốc công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 Yên Bái, mưa lớn đã làm nhiều khối đất đá từ trên đồi cao đổ xuống, gây ách tắc giao thông ở 9 điểm từ km 255 đến km 274. Đây là đoạn đường thường xảy ra sạt lở, công ty đã huy động 4 máy xúc, 2 ô tô và nhân lực để nhanh chóng triển khai khắc phục. Do lượng đất đá sạt lở ta luy quá lớn nên dự kiến đến khoảng 13 giờ chiều ngày 21 tháng 7, các phương tiện mới lưu thông được, ông Hương nói. Cũng theo thông tin, do mưa lớn kéo dài, một số hộ dân trên địa bàn xã Cao Phạ đã bị đất đá sạt lở làm ảnh hưởng đến nhà ở, làm thiệt hại 4 con trâu bò. Lai Châu, cứu sống người đàn ông sau 4 ngày bị rơi xuống vực. Ngày 16 tháng 7, ông Phùng Văn Phủ, sinh năm 1960, dân tộc Giao, ở bản San Cha, xã Giào San, huyện Phong Thổ, đi rừng không may bị nạn rơi xuống vực. Đến chiều tối ngày 19 tháng 7, một số người dân đi làm nương phát hiện vụ việc và báo cho chính quyền địa phương. Do trời tối và mưa to, khu vực ông Phủ gặp nạn cách bản 9 km đường núi khó đi, nên sáng ngày 20 tháng 7, lực lượng chức năng mới tiếp cận được nơi ông Phủ gặp nạn. Để đưa được nạn nhân ra khỏi rừng, lực lượng cứu hộ phải sử dụng cáng khiêng, đội bộ 4 tiếng đồng hồ. Theo thông tin ban đầu, hiện sức khỏe của ông Phủ ổn định, bị gãy xương sống lưng và một số chấn thương khác. Nạn nhân đang được vận chuyển lên tuyến trên để chữa trị. Dự báo thời tiết ngày 21 tháng 7 năm 2024, Bắc Bộ và nhiều nơi trên cả nước có mưa rào. Ngày 21 tháng 7, khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Tối ngày 21 tháng 7, ở khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Từ đêm ngày 21 tháng 7, mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo trên biển, ngày 21 tháng 7, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Riêng khu vực Bắc Biển Đông tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2.5-4.5 m, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 2. Riêng khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cấp 3. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 21 tháng 7 năm 2024. Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Ngày mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông để phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
phía đông Bắc Bộ. Đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lại sạt lở đất đè sập nhà bên quốc lộ 27 qua Lâm Đồng, hai người thương vong. Chiều ngày 20 tháng 7, nguồn tin của báo giao thông cho biết, khoảng 16 giờ cùng ngày, tại quốc lộ 27, địa phận thôn Trung Tâm, xã Đạ Cờ Nàng tiếp tục xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, đè sập một ngôi nhà. Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Quang Long và bà Võ Thị Phương ở thôn Trung Tâm, xã Đạ Cờ Nàng, căn nhà bị vùi lấp, đất đá tràn ra mặt đường quốc lộ 27 gây ách tắc giao thông. Thời điểm này, có hai người đang ở trong nhà. Vụ việc khiến anh Nguyễn Quang Duyệt, 36 tuổi, ở xã Đạ Cờ Nàng là con trai ông Long qua đời. Anh Nguyễn Văn Đồng, 42 tuổi, ở xã Phi Liêng, huyện Đam Rông bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Đạ Cờ Nàng và xã Phi Liêng của huyện Đam Rông đã huy động đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn khắc phục sạt lở. Đoàn Kinh tế Quốc phòng Lâm Đồng, quân khu 7 huy động cán bộ, chiến sĩ, xe cứu thương và phương tiện kịp thời đến hiện trường triển khai cứu hộ, cứu nạn. Trước đó, cách vị trí này không xa, vào ngày 15 tháng 7 xảy ra sạt lở đè sập ngôi nhà của anh DQL vào lúc rạng sáng, khiến chị NTT, 40 tuổi, giáo viên không qua khỏi. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông, huyện này đã cắm bảng cảnh báo, căng dây, lập biên bản buộc di rời đối với hộ dân trong khu vực bị sạt lở. Các hộ dân đã rời đi và ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, hộ vợ chồng ông Long, bà Phương cũng thuộc diện phải di rời khỏi căn nhà cạnh quốc lộ 27 đoạn qua xã Đạ Cờ Nàng này. Tuy nhiên, chiều ngày 20 tháng 7, một số người quay trở lại căn nhà thì xảy ra vụ việc, ông Đồng cho biết. Cano chỉ mở đảo Cù Lao Chàm, 23 du khách thoát nạn. Thông tin ban đầu, trưa ngày 20 tháng 7, một cano du lịch chở 20 khách đi tắm biển, lặn ngắm san hô tại khu vực Hòn Tay, đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An. Trên cano lúc này còn có 3 thuyền viên. Khoảng 13 giờ cùng ngày, cano gặp sự cố, bắt đầu bị nước vào và chìm dần. Nhận được tin báo, đồn biên phòng Cù Lao Chàm huy động cán bộ, chiến sĩ dùng cano chuyên dụng phối hợp với các cano hoạt động gần đó cứu hộ. Đến khoảng 14 giờ, 3 thuyền viên và 20 hành khách trên cano du lịch gặp nạn được đưa vào bờ an toàn. Cơ quan chức năng đang trục vớt cano gặp nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc. Vụ 6 người Việt qua đời tại Bangkok, Thái Lan sẵn sàng bàn giao các nạn nhân cho thân nhân. Ngày 19 tháng 7, truyền thông Thái Lan cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan đã liên hệ với Trung tâm Pháp y Bệnh viện Chulalongkorn sẵn sàng phối hợp tiếp nhận bàn giao 6 nạn nhân người Việt, bao gồm 4 công dân Việt Nam và 2 người Việt mang quốc tịch Mỹ. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Chanchai Sittipan, Giám đốc Bệnh viện Chulalongkorn, sau khi hoàn tất khám nghiệm 6 người Việt, cơ quan kiểm tra sơ bộ phát hiện có cyanua trong toàn bộ 6 nạn nhân. Hiện, các nạn nhân đang được lưu giữ tại Trung tâm Pháp y của bệnh viện này. Bệnh viện đã sẵn sàng bàn giao nạn nhân cho gia đình các nạn nhân, nhưng đang trao đổi, xin ý kiến cơ quan điều tra về việc này. Do đó, chưa rõ thời gian các thân nhân có thể đến bệnh viện để nhận lại người thân. Hiện tại, cơ quan này vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm chuyên sâu độc tố cyanua bên trong và bên ngoài cơ thể từ phòng thí nghiệm. Kết quả sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất. Tới thời điểm hiện tại, Sở Cảnh sát thủ đô Bangkok cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực điều tra nguồn gốc cyanua được sử dụng trong vụ án mạng khiến 6 người qua đời, bao gồm 4 người công dân Việt Nam tại một khách sạn ở Bangkok hôm ngày 16 tháng 7. Theo Thiếu tướng Witthawat Chinkham, chỉ huy phòng 5 Cảnh sát hình sự, Sở Cảnh sát thủ đô, cảnh sát đang điều tra xem cyanua bị đưa trái phép vào nước này hay được mua ngay tại địa phương. Cơ quan điều tra đã mở vali của một số nạn nhân, phát hiện có vali chứa nhiều loại thuốc gây nghi vấn và đang điều tra xác minh xem đây có phải cyanua hay không. Ngoài ra, cơ quan vẫn chưa liên lạc được với người nhà của nam nạn nhân có quốc tịch Mỹ, do đó chưa thể mở vali của người này để khám xét.